lời đầu tiên thì cho tôi xin được thay mặt cho toàn thể anh em Vinh Group gửi lời chào trân trọng nhất tới các toàn thể quý vị khách quý, như là toàn thể anh chị em nhân viên đã dành thời gian tham gia của mình đến tham dự và chung vui cùng các Vinh Group ngày hôm nay. Và xin chúc cho tất cả các vị có một sức khỏe thành công và viên mãn trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn. Và văn phòng mới này thì Ba Vi sẽ phát triển một cách bền vững, gắn kết và phát triển một cách bùng nổ, đột phá. Tôi xin chân cảm ơn anh. Trong ngày lễ khai trương ngày hôm nay, khi mà thấy Ba Vi Group khai trương văn phòng mới thì hiện tại cảm xúc của anh ta như thế nào? Tiên thì cho tôi xin các bạn chúc mừng tới Ba Vi Group, một văn phòng rất là trang trọng và sạch đẹp và vô cùng ấm cúng. Và hôm nay thì tôi cũng rất là tráng lợi khi mà lần đầu tiên được tới văn phòng của Ba Vi Group. Vậy thì anh có lời chúc nào cho Ba Vi Group trong thời gian sắp tới không ạ? Chúc cho chặng đường sắp tới của Ba Vi Group còn ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng vươn xa và châu lục và mang tới cái niềm tự hào cho anh thì rất là vui mừng ngày hôm nay được đến dự một buổi khai trương văn phòng của các em của mình, thật sự là rất là hoành tráng. Và đây thì năng lượng chỉ có thể nói một câu là chúc các em cùng Ba Vi Group thành công.